30 tháng 11, Thánh Andrê Tông Đồ. Các ông bỏ lưới mà đi theo người. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilê, người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Andrê em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: các ngươi hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo người. Đi xa hơn một đỗi, người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giê-bê-đê và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giê-bê-đê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo người. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Xin được ơn mau mắn. Các ông bỏ lưới mà đi theo người. Lập tức, tức thì, cho thấy một thái độ, một hành động liên tiếp mang tính dứt khoát, cách nhanh chóng, không do dự chần chừ, cũng chẳng phải cần tính toán gì nữa. Tin mừng Thánh Matthêu kể rằng khi Chúa Giêsu mời gọi những ngư phủ hãy theo người, thì họ lập tức bỏ mọi sự mà theo người. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo người. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo người. Chỉ nguyên hai từ lập tức, Thánh Matthêu đã muốn cho chúng ta thấy lời Chúa Giêsu có sức thuyết phục như thế nào. Và trước sức thuyết phục ấy, thái độ của những người theo Chúa cũng sẵn sàng biết bao. Một cuộc biến đổi diệu kỳ nhờ lời quyền năng và lòng khiêm nhượng đã gặp nhau. Mừng lễ Thánh Andrê Tông Đồ. Ước gì chúng ta được ơn mau mắn. Mau mắn nghe tiếng Chúa gọi và mau mắn đáp lời Chúa dạy. Samuel mau mắn nghe tiếng Chúa và mau mắn hỏi Chúa muốn con làm gì. Mẹ Maria cũng đã mau mắn thưa lời xin vâng và xin mau mắn thành sự như lời sứ thần truyền. Gia kêu mau mắn đón tiếp Chúa và cũng mau mắn đổi đời. Người Samaritano mau mắn xuống ngựa và mau mắn giúp người. Mau mắn đáp lại tiếng Chúa không phải là liều lĩnh nhưng là tín thác hoàn toàn. Mau mắn nghe tiếng gọi bác ái của người cùng khốn không phải là dại dột nhưng là hồng phúc, vì sớm nhận ra Chúa trong anh chị em chung quanh mình. Mau mắn chạnh lòng, mau mắn cảm thông cứu giúp. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn mau mắn. Mau mắn nhận ra tội lỗi và sám hối trở về. Mau mắn đón nhận lời Chúa và mau mắn thực hành lời Chúa. Mau mắn yêu Chúa, theo Chúa và mau mắn chạnh lòng xót thương người. Amen. Hoa trong hương khói nghi ngút bay, kính dâng lên Ngài lời kinh
cầu cho những ai đã khuất đi, mà đời vẫn ghi công ơn sinh thành. Một phút cúi đầu để nhớ ơn người, thương nhớ công ơn của người. Một phút cúi đầu lòng thiết tha nguyện cầu, lạy Chúa xin Ngài thương cứu rỗi. Chìm trong quên lãng những dấu yêu, xót xa trăm chiều vì yêu nhiều. Một đàn con chắt chiêu mộ đá xêu, lạnh lùng hắt hiu tâm thần tiêu điều. Một phút cúi đầu để nhớ ơn người, thương nhớ công ơn của người. Một phút cúi đầu lòng thiết tha nguyện cầu, lạy Chúa xin Ngài thương cứu rỗi. Tìm đâu cho thấy tạ ơn người, và xin tha thứ đi lỗi hiếu kia đã làm xót xa trái tim chan hòa. Một phút cúi đầu để nhớ ơn người, thương nhớ công ơn của người. Một phút cúi đầu lòng thiết tha nguyện cầu, lạy Chúa xin Ngài thương cứu rỗi.